Lựa chọn im lặng để Cát Phượng một mình chống đỡ dư luận, Kiều Minh Tuấn anh đang làm gì thế này? Đó là câu hỏi mà người hâm mộ dành cho Kiều Minh Tuấn mấy ngày gần đây. Hạnh phúc trong showbiz vốn dĩ luôn là điều mong manh. Bởi bên cạnh sự nông sâu của lòng người, họ còn phải đối diện với vô vàn thử thách từ dư luận cho câu chuyện tình yêu, đáng lý chỉ có hai người. Vì lẽ đó, những thông tin đồn đại dù đúng dù sai vẫn là đặc sản trong những câu chuyện tình của làng giải trí, như cách mà cuộc tình gần 10 năm của Cát Phượng Kiều Minh Tuấn đang trải qua. Thế nhưng giữa cơn giông tố đó, fan hâm mộ của Cát Phượng bất ngờ đặt một câu hỏi mà khiến nhiều người phải suy ngẫm, Kiều Minh Tuấn anh đang làm gì thế này? Một người gồng gánh chống đỡ, một người im lặng vô can. Có ai đó nói rằng hai người yêu dâu giống như cùng nhau trong một cây tình yêu, mà ở đó cả hai cùng nhau gieo trồng, chăm sóc và thậm chí còn phải bảo vệ nó giữa bão tố sâu bền. Tình yêu không chỉ có những ngày ngọt ngào nồng nhiệt, nó cũng nhiều lần phải đối diện với thử thách. Tình yêu trong làng giải trí cũng vậy, nỗi bất an lúc nào cũng thường trực, bởi đôi khi chuyện yêu đương của họ có hàng trăm, hàng nghìn người cứ nhìn vào. Ở thời điểm hiện tại, chẳng ai có thể có một câu trả lời chính xác cho mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng ngoài người trong cuộc. Vẫn ở bên nhau, đã chia tay ồn ào hay chỉ là trò PR cho phim mới, người thứ ba xuất hiện, tất cả cũng chỉ là sản phẩm của dư luận, những người thích tạo drama. Thế nhưng giữa câu chuyện ồn ào đó, người ta lại bất ngờ nhận ra có một người phụ nữ đang một mình miệt mài đi giải thích cho những nỗi lo lắng của dư luận, còn một người lựa chọn im lặng và vô tình gây bất an. Người ta nói rằng mỗi người có một cách riêng để đón nhận và giải quyết những tin đồn, nhưng có vẻ như không phải lúc nào im lặng cũng là một cách hay. Khi những tin đồn xuất hiện, dù chẳng biết thật hư thế nào, nhưng người ta vẫn chỉ trích Kiều Minh Tuấn thay lòng đổi dạ, ngay lập tức Cát Phượng phải lên tiếng. Hết trả lời trên trang cá nhân của mình, cô lại sang trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn để nói đỡ hổ bạn trai vì sợ dư luận quá khích. Truyền thông tò mò, dư luận hoang mang, Cát Phượng chẳng ngại ngần thẳng thắn nói về mọi chuyện. Hết khẳng định mọi chuyện bình thường, Cát Phượng liên tục trấn an dư luận và lên tiếng bênh vực Kiều Minh Tuấn. Không chỉ vậy, cô còn khẳng khái bảo vệ bạn diễn của bạn trai và hy vọng mọi người không quá khích ảnh hưởng tới người không liên quan. Chỉ nhìn vậy cũng đủ thấy cô đang nỗ lực thế nào để bảo vệ hình ảnh Kiều Minh Tuấn và tránh tin đồn đi quá xa. Còn về phía mình, Kiều Minh Tuấn lại lựa chọn im lặng. Anh đăng tải các bài viết trả lời comment của mọi người một cách vui vẻ, nhưng chỉ một lời quan trọng nhất thì không hề nói gì. Không rõ Kiều Minh Tuấn có chịu khó lướt mạng xã hội một chút không, nhưng rõ ràng Cát Phượng đang nỗ lực vì anh nhiều đến vậy. Im lặng gây hiểu lầm, đến phát ngôn hay hành động Kiều Minh Tuấn cũng khiến người khác phải suy diễn. Tình trạng phát ngôn bức nhất hay trống đánh xôi càng thổi ngược của Kiều Minh Tuấn cứ kéo dài hết lần này đến lần khác. Trong một bài phỏng vấn cách đây 4 tháng trong một chương trình truyền hình, Kiều Minh Tuấn òa khóc nói về khao khát có con với Cát Phượng. Còn ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên nói rằng tôi không biết nữa lúc có lúc không. Có những lúc tôi rất mong muốn có con được tự tay chăm sóc một đứa trẻ, nhưng cũng có lúc tôi thấy việc có con hay không cũng không còn quan trọng. Khi bạn gái khẳng định tin tưởng mình 100%, Tuấn luôn cho biết việc đi với An Nguy gặp gỡ cô ấy là vì giữa họ cần khoảnh khắc gần nhau giúp việc quay phim chân thật hơn, thì Kiều Minh Tuấn lại quyết định nói ngược lại. Anh vui vẻ khẳng định thường xuyên đi chơi và nhắn tin yêu đương với bạn diễn An Nguy để nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật nhưng hoàn toàn bí mật. Tôi giấu Cát Phượng ngay từ đầu, tôi đã xác định làm việc này để nuôi dưỡng cảm xúc, nên nếu tiết lộ cho người thứ ba mọi chuyện sẽ không còn được tự nhiên. Tất nhiên Cát Phượng biết điều này nhưng không phải do tôi thông báo. Còn cô ấy muốn nghĩ sao về việc đó là việc của cô ấy, Kiều Minh Tuấn tiết lộ trong một bài phỏng vấn. Trong một bài phỏng vấn trước đây, Kiều Minh Tuấn khẳng định sẽ bên cạnh chăm sóc Cát Phượng đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây anh lại hồn nhiên tuyên bố, nếu có người thứ ba và tình cảm đủ lớn tôi sẽ lựa chọn. Đừng để em một mình. Công bằng mà nói, nếu ví như Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chia tay nhau thì anh cũng chẳng có tội gì để mang ra phán xét. Trong tình yêu đôi khi con số 10 năm, 20 năm chẳng thể nói ra được điều gì. Thời gian đã trải qua cùng nhau, chẳng thể đong đếm rõ sự được mất. Khi chúng ta không thể cùng nhau tiếp thêm nhựa sống cho cây tình yêu, tiếp tục đâm chồi nảy lộc thì cách tốt nhất là rời đi. Đừng đem thời gian ra để dằn vặt và phán xét, bởi suy cho cùng, hồi ức kỷ niệm sẽ luôn là vốn tài sản quý báu để sau này chúng ta nhớ về nhau. Vì thế, nếu lỡ Kiều Minh Tuấn không còn bên cạnh Cát Phượng thì cũng chẳng ai có thể oán trách anh. Điều mà cư dân mạng hơn Kiều Minh Tuấn có lẽ là bởi họ thương Cát Phượng một mình phải vùng trong sự tấn công của dư luận về tình yêu mà cô đã đi suốt gần một thập kỷ. Có người đàn ông cô yêu thì chọn cách im lặng, chọn đứng ngoài cơn bão ấy. Có thể anh chẳng vươn rộng đôi vai ra để che chở cho người phụ nữ của mình, cũng có thể anh có cách riêng của mình để bảo vệ tình yêu. Nhưng chính sự im lặng của Kiều Minh Tuấn vô tình làm Cát Phượng trở nên đáng thương trong mắt dư luận.
Chính sự vô tình của Kiều Minh Tuấn khiến fan hâm mộ của các Phượng cảm thấy xót xa cho thần tượng của mình. Phụ nữ không tự dưng được gọi là phái yếu, dù mạnh mẽ đến đâu thì chắc hẳn trong tình yêu, người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được cho mình một bờ vai vững chắc để dựa vào, tránh đi bão tố ngoài kia. Họ, những người yêu thương các Phượng, đều quan tâm không phải là việc cặp đôi còn nhau hay không. Họ cũng không định sống hay thay cuộc đời của người nghệ sĩ. Họ đơn giản chỉ mong thần tượng của mình không phải cô đơn đối diện với dư luận.